chào anh em đang xem video của một cực bì channel. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ về một số loại cá và tiếp tục khuyến mãi chương trình khuyến mãi đợt này, nhiều loại khuyến mãi 50% so với giá trị thực. Thì không để anh em chờ lâu nữa thì hãy tham gia chương trình ngày hôm nay. Ồ, đẹp sáng vậy, đánh mặt lên. Thêm nữa là anh em có thể mua hàng qua Shopee, bởi vì một số vận chuyển hiện tại đang rất là khó khăn. Nhưng mà ngược lại thì Shopee hiện tại vẫn đang đi hàng khá là ổn định. Thì rất là nhiều anh em mua hàng cho Shopee thành công rồi. Thì anh em có thể xem các phần đánh giá của anh em á. Thì nhiều anh em hỏi đi xa hay sao không, thì vấn đề là đi hàng Shopee thì mình không trả lời trước được. Thì một trên đó nó ngộ lắm anh em à. Một số đi Mỹ, một số đi Hà Nội hay đi gì đó thì chỉ còn 1-2 ngày đến nè. Nhưng một số thứ lại đi gần như là các khu vực Tây thì đi lại 3-4 ngày. Cho nên mình không trả lời ngày đến được cho anh em đâu. Mua hàng trên Shopee, nếu như em muốn biết chính xác được ngày đến của nó thì anh em gọi cho đơn vị vận chuyển giúp mình, thì cái đó là cách nhanh nhất thôi. Còn thật sự thì mình bản thân là mình người bán thôi chứ không phải người ship, nên mình không biết rõ là cái ngày nó đi như thế nào cả. Thì trên đó cũng tùy đợt nó, nhưng mà mình sẽ cố gắng chọn thời điểm mà đầu tuần đó, thì gửi hàng đi thì hàng nó sẽ ít bị delay hơn. Thường thì cuối tuần một số chỗ lại nghỉ thứ bảy chủ nhật á, nên là giảm tuyến đi, cho nên thì nó sẽ làm cho cái đơn hàng của chúng ta chậm trễ hơn một xíu. Cho nên anh em hãy theo dõi đơn hàng của mình, thì thường là mình sẽ ship vào đầu tuần thì cái lượng hàng đó đi sẽ nhanh hơn, lưu loát hơn. Rồi thì bây giờ mình sẽ báo giá số loại của ngày hôm nay. Tiếp theo đây chúng ta có số canh là sứ anh em à. Có thể anh em ơi, đây chúng ta có thể thấy ở đây là các loại sứ lọc nha anh em. Là đó là, nói đúng hơn đây là củ sen. Thì khi anh em mua củ sen về, anh em có thể mua thêm đuôi heo để chúng ta nấu canh đuôi heo hầm củ sen. Thì cách thức anh em hãy search Google và search cô Hoành Khuyên để xem công thức nồi, công thức nấu. Đó, đây anh em mà mua về thì có thể yêu cầu vợ mình nấu giúp mình, rất là ngon nha anh em. Củ sen này rất là ngon. Rồi trong đây người ta có thêm một túi gia vị để hầm canh cho nên chúng ta. Đây túi nhỏ nhỏ này nè, nấu canh ăn rất tốt trong những ngày tháng mà nóng bức như ngày hôm nay. Đó nè, một phần củ sen vậy thì chúng ta tặng một túi gia vị. Thì túi gia vị này là chiết xuất từ thực thăng và xương ống. Rồi mỗi cái cây củ sen này chúng ta có mã QR luôn rồi anh em. Xịn không? Rồi bớt nhảm nữa thì bây giờ chúng ta đến với sản phẩm của Molten G, một trong những sản phẩm Britain National Electric Beauty. Đó nghĩa là gì anh em tra Google giúp mình. Thì sản phẩm Molten G này họ chuyên sản xuất những cái sứ lọc cao cấp. Đây thì sứ lọc này là sao là cao cấp, thì tại vì nó mắc. Thì chúng ta thấy là nó rất là nhiều lỗ hổng luôn anh em. Thiết kế của nó không, một cái lỗ nhỏ trong đây nè, anh em thấy không, nó có những cái vân nhỏ nhỏ nữa, rất là chi tiết luôn. Trong một cái lỗ lại có cái lỗ khác rất là dữ nè, thấy không đó. Và đây cấu tạo của đó là nó sẽ xoắn hết cỡ luôn, tạo cho nhiều khoảng không để cho vi sinh thể trú ngụ trong này. Và đây là một trong những vật liệu lọc được đánh giá là tốt nhất thời điểm hiện tại cho những anh em nào sử dụng những hộp kích thước lớn và có ngăn lọc, thì chúng ta chứa những cây này vào. Thì còn như chúng ta xài cho hồ guppy á, thì chúng ta mua và để cạnh cái lọc vi sinh của chúng ta đó, thì sẽ tăng hiệu suất lên rất là nhiều. Thì đặc biệt mỗi cây sứ lọc này thì nhà sản xuất lại tạo điều kiện cho vi sinh chuyển một cách dữ dội hơn nữa, là họ tặng cho chúng ta một cái gói. Gói này là gói dinh dưỡng dành cho các loại vi sinh. Thì đây cái gói như trà túi lọc nè anh em. Đó. Thì cái gói này nó sẽ giúp cho vi sinh sống và tăng cường dinh dưỡng cho hệ vi sinh của chúng ta. Thì mỗi cây này giá bán hiện tại là 45.000 một cây. Anh em có một cái cây này trong hồ là nó tương đương với một cái lọc vi sinh luôn rồi anh em. Nhưng mà về độ bền thì cái này nó siêu bền, anh em thấy không,
hay một cái là trong những cái lỗ này nó lại có những cái ngăn, có những cái khía đó. Rồi làm này rất khó, không phải đơn giản đâu, thấy không, mỗi cái đều có nè, cho nên hệ vi sinh trong này sống được rất là nhiều. Rồi nếu như mà chúng ta không có điều kiện xài cái này thì có một sự lựa chọn nhẹ hơi hơn một xíu chúng ta, thì đây nó cũng là tương tự nhau, na ná nhau, nhưng mà cái này thì nó không cao cấp bằng, nó là một phiên bản sau đó, thấy không anh em, thấy không, trong này thì nó nhẵn nhiều vậy nè, chứ nó không có được cái khía như kia và nó không có được những cái lỗ nhiều như cái này đó, để khác biệt của hai cái. Hiệu suất thì tất nhiên là cái này nó sẽ cao hơn rất nhiều rồi, như mình quay cho anh em xem thấy đó, trong mỗi cái lỗ nhỏ nó lại có những khía được vi sinh trú ngụ mà, còn cái này thì nó cấu tạo đơn giản hơn, thì tất nhiên là chi phí làm ra cây này rẻ hơn thì nó cũng sẽ bán rẻ hơn. Cái Mountain Tree này 45k một cây thì cái này chỉ có 20k thôi à. Kích thước thì gần như là như nhau anh em ạ, mình để hai cái cho anh em so sánh nè, về chiều cao thì như nhau đó, về cái lỗ sắn thì bên đây nó nhiều hơn và mỗi lỗ sắn này lại có một khía nhỏ ở trong đó nè, thấy không ạ, thấy chưa, và kích thước thì tương đương nhau. Thì ở đây muốn nói đến như cái gì, kích thước tương đương nhau nhưng mà chúng ta sử dụng cái này thì hệ vi sinh nó sẽ cao hơn nhiều rồi, nó chắc chắn rồi, mà giá trị của nó 45k so với 20k thì không có gì. Thì anh chúng ta tương tự cái này nó giá trị nó hơn gấp đôi, nhưng mà lợi thế cái này không, lợi thế gì mặt diện tích đó, thì khoảng không rất là lớn, hai cái này diện tích nó tương đương nhau nhưng mà cái này thì ưu điểm nó vượt trội, nó tiết kiệm diện tích cho chúng ta, làm cho hồ nó trở nên thông thoáng hơn nhưng mà lượng vi sinh nó lại nhiều hơn, còn cái này thì chúng ta phải sử dụng nhiều cây hơn đó, thì tùy theo mặt chúng ta thôi. Cái cây này thì thiết kế nó cũng rất là ok rồi, rồi nó cũng dựa theo cái phiên bản trước, nhưng hàng tầm này tầm giá tầm trung, giá nó mềm hơn đó. Rồi thì đây mình giới thiệu anh em hai cái loại này, anh em muốn sử dụng cái nào thì tùy theo nhu cầu của mình, này thì rẻ hơn nhiều à, nhưng muốn tốt thì xài kia sẽ chắc chắn sẽ tốt hơn rồi. Thì thiết kế của này nó sẽ ngon hơn so với cái xứ hoa mai, cái xứ mà hình chữ nhật như vui chúng ta ưa xài á, vì cái xứ này nó sẽ tạo thêm nhiều bề diện tích bề mặt hơn bằng cách nó sẽ xoắn như thế này, tạo ra nhiều khe hở hơn đó. Còn cái xứ kia chúng ta nó bề mặt nó phẳng thì cái diện tích bề mặt nó sẽ thấp hơn so với cái này. Hàng này mình có đăng trên Shopee, anh em thích thì cứ đặt mua trên đó thoải mái. Còn trước mặt chúng ta là Champion như mình đã nói đó, thì đợt trước anh em nào mà chưa đặt được thì đợt này có thể tranh thủ đặt, đợt này về số lượng cũng khá là nhiều đó. Thì ngay sản xuất ở đây 5 tháng 2, hạn sử dụng của nó là 1 năm. Thì nếu như anh em nào mà có khả năng mà chúng ta thấy mình xài nhiều thì mua chai 500ml nó sẽ lợi hơn cho chúng ta một xíu. Chai 250 nó là 85k, tính là 500ml nó sẽ là 170, còn mình mua cái chai bự luôn á, 500ml đợt này có thì nó chỉ là 150 thôi. Anh Bút không, lấy cái đồ ấy đây, cái đồ lấy đi, lấy gì, lấy cây gỗ nè anh Bút, lấy chai súp của anh á, lấy cái đầu nó chích vô, cái đồ ngoài SJVO về lại tiếp nha. Đợt trước anh em nào mua hộp hàng thì đợt này có lại nha, có luôn chai lớn luôn mọi người, chai lớn là 500ml nha, chai 1 lít mình không có bán. Bình thường thì cái này bảo quản anh em cần phải bảo quản nó kỹ vì nó vi sinh, nên mình xài chai 500ml là thấy ok rồi. Chai 1 lít thì nó khá là nhiều, xài không hết trong khoảng thời gian của nó thì chất lượng nó sẽ giảm đi. Về thêm chai 500ml nha, trên Shopee mình có đăng hai loại luôn rồi, hai size, bên đây là chai 250,
hai chai 500ml mình về được một thùng à. Một thùng này thì không biết bao nhiêu nữa. 1 2 3 4 5 thùng này 20 chai á anh em ạ. À. Chỉ có 20 chai thôi, còn chai 250 thì có nhiều nên anh em có thể chọn. Đây Dumbo. Ta-da! Dumbo này là gen xì nha anh em. Đang còn tươi trong. Tay cũng tốt lắm, tay bơ này tốt lắm. Xanh đều đẹp. Rồi hàng này sale 50% nha, combo 2 cặp 100. Một cặp 100 giảm thành combo 2 cặp 100. 2 cặp 100. Thì anh em đặt nào trên Shopee thì sẽ nhận hàng này, đợt này. Để chỉnh màu lại thiếu. Sáng quá nó không bị chói. Đồ này combo 2 cặp là 100 nha. Trên Shopee thì Dumbo Red Style anh em sẽ nhận hàng này. Đợt này là có gen xì qua luôn. Tay bờ rất là tốt, xanh đều đẹp. Còn to lắm nha anh em. Tay xanh rất là đẹp luôn. Đuôi đỏ đậm, nguồn gen tốt, màu sắc rõ ràng. Rồi tiếp theo hàng mới đây chúng ta là sọt rip bông anh em ơi. Sọt rip bông tay bơ bướm sắc phiên luôn nha. Vây sắc phiên luôn. Hàng này sale 50% nha anh em chú ý nha. Ở đây nè số đẹp mình có 8 cặp nè. Sale luôn 50%. Hình thức sale như thế nào là anh em lắng nghe giúp mình nha. 800k một cặp sẽ sale còn 500k một cặp. Anh em mua combo 2 cặp 800. Giá gốc 800, này sale còn 800k 2 cặp. Sắc phiên tay bơ bướm nha anh em, sale giá nào nói giá đó đúng nha. Cá như clip quay thì chỉ có 8 cặp nha, chứ mà anh em thì có cặp nào hay lựa cặp đó. hai cặp, còn anh em mua bắt một cặp thì cho mình xin 500. Hàng này sale 50% nha. 800k một cặp này sale 800k hai cặp, anh em lấy một cặp thì mình xin 500. Rồi để mình bỏ vô keo sơn quay cái sắc phiên cho anh em xem. Đây. Anh em không? Vây lưng nhọn nha. Ấm ra tia đó, người ta gọi là sắc phiên. Nó tướng tá phơm rất là đẹp luôn nha. Bầu bỉnh. Rồi tiếp theo con đường sọt nữa thì chúng ta có hàng sọt gen ribbon. Sọt gen nè, có gen ribbon. Thì hàng này ngày mai sẽ sell combo luôn. Rồi hàng này combo là anh em mà đặt hàng trên Shopee hay là hàng sọt thì sẽ nhận hàng này luôn nha. Thì hàng này là 150k một cặp, combo 2 cặp là 200k. Sale mạnh luôn nha, combo 2 cặp chỉ 200k thôi.
Rồi, đợt mới này thì chúng ta về lại là rồng đỏ Indo, một trong những bộ rồng khá là mới và cũng được rất là nhiều anh em yêu chọn. Hàng này mình có đang chơi Shopee. Đỏ Indo thì đặc biệt cả là cái đầu nó trong. Cái đầu nó không có màu và trên bản thân nó có một lớp kim loại nhìn rất là hay, rất là lạ. Thì rồng đỏ Indo này, mình sẽ nhắc lại một số cái mua hàng trên Shopee thì vận chuyển hiện tại thì đầu tuần mình mới chuyển được, bởi vì hàng Shopee đi cuối tuần thì nó sẽ giam lại anh em 1-2 ngày, thứ bảy chủ nhật nó không làm việc á, nên đầu tuần mình sẽ giao hàng. Và thêm nữa là hàng trên Shopee thì trong quá trình vận chuyển sẽ đã trục trặc, thì bên shop sẽ không nhận bảo hành trong quá trình vận chuyển, nên anh em thông cảm điều này. Hiện tại thì các chành xe nó ngưng hoạt động rồi, cho nên thì rất ít phương tiện để ship. Thì ship hàng cho Shopee thì hàng vẫn đi được bình thường. Đi rồng đỏ Indo này, đợt này sẽ sell một combo là 2 cặp 150k nha anh em. 100k một cặp combo, 2 cặp 150. Là một trong những loại khá mới, khá khỏe để chơi luôn. Tay bơ nó ánh xanh xanh cũng giống như Dumbo Red Tie này mà. Đây mình đang tăng nước bịt máy vô nữa là nó vừa đủ. Đây hồ đang hơi to. Đây là máy nha, máy rồng đỏ Indo. Máy khá to luôn. Rồi đó đi. Đây nằm cái chèn với lại 4 cục sủi. Rồi rồi. Đó, hàng này trên Shopee anh em có thể đặt giúp mình luôn. Rồng đỏ Indo có rebond và không rebond tùy chọn. Vâng, tiếp theo đây chúng ta là coi đen gen rebond. Coi đen gen rebond, anh em mua coi đen được này chứ Shopee sẽ nhận hàng này rất là đẹp luôn. Chống luôn, chống nó có một cái lớp kim tuyến trên lưng đó, đó rất là ok. Chống thì anh em có thể bắt ngẫu nhiên, mình bắt ngẫu nhiên có chống rebond, chống thường gì luôn cho chân nó đẹp. Đó, máy thì cơ bản bộ màu nó như vậy, thì sẽ có một vài con đột biến thành Wilcoin. Nếu anh em thích bắt Wilcoin thì đặt hàng nhắn tin cho mình thì mình bắt Wilcoin cho anh em, giá đồng giá với nhau. Wilcoin ít thôi nha anh em, nên không có nhiều, cho nên số lượng có khoảng trong đây có 4-5 cặp gì thôi. Đó, Wilcoin thì có chống Wil luôn nè. Đó, chống Wil thì thân nó đỏ, mình tính đồng giá thôi. Và đồng giá là bao nhiêu? Combo này 100k 2 cặp, anh em mua lẻ một cặp thì cho mình xin 60. Giá thì trên Shopee coi đen, anh em chọn coi đen là sẽ nhận được hàng ngày hôm nay là như vậy. Bộ này mình đánh giá là đẹp, chống đẹp, nó có lớp vảy kim tuyến trên lưng nhẹ nhẹ, quay lên ánh là sáng rất là đẹp, đầu thì đỏ đậm tốt. Giá 100k 2 cặp là một giá rất tốt để anh em trải nghiệm. Và có hàng coi đen rebond luôn. Coi đen rebond thì đây, thì nó thêm có rebond thôi anh em ha. Đây, bên đây là coi đen rebond, có hàng thường, hàng rebond luôn. Thì hàng rebond này là mình sẽ sell 150k một cặp, 2 cặp thì 250. Combo 2 cặp là 250k. Tính ra khoảng 125k một cặp. Còn nay bắt lẻ một cặp mình xin 150. Được, một dòng cũng khá là đáng chơi trong đợt này là dòng Dumbo Santa. Trước mặt chúng ta là Dumbo Santa Rebond. Khoác cho mình một màu trắng vàng nhạt. Tay bơi màu trắng rất là sang trọng. Hàng này Dumbo Santa Rebond đợt này là 200k một cặp có rebond nha anh em. Và combo 2 cặp là 300k. Rất là đẹp, rất là mạnh luôn. Trên Shopee có hàng này luôn. Màu sắc rất là lạ và tươi mới. Còn đây, cạnh bên đây là hàng gen. Hàng gen là hàng không có rebond đó, chỉ khác nhau vậy thôi. Đây, cho ăn một tí nó sung lên.
Thức ăn mình đang sử dụng ở đây là Atemi đông lạnh, anh em có thể mua tại shop hoặc mua trên Shopee. Trên Shopee thì mình chỉ áp dụng vận chuyển đối với hình thức Grab hoặc Now, các hình thức vận chuyển nội thành phố Hồ Chí Minh thôi, vận chuyển siêu tốc thôi. Tại vì cái hàng Atemi đông lạnh này anh em để lâu thì nó sẽ bị hư trong quá trình vận chuyển, cho nên phải chuyển liền là nó tan nhanh lắm. Để ở ngoài vài phút thôi là nó đã tan rồi. Cho nên anh em mua ở xa thì mình vận chuyển đi nó hư. Đó, chỉ có hình thức vận chuyển được là đông lạnh và bỏ vào thùng lạnh đi theo, nhưng vận chuyển nó rất là tốn kém. Một ống thì chỉ có 10.000 thôi. Đó, cá mình cho đang ăn là Atemi đông lạnh nha anh em. Cá ăn cũng rất là thích. Và đang có bán trực tiếp tại shop. Rồi, hàng gen này thì mình sẽ khuyến mãi 100k một cặp, combo 2 cặp là 150. Hàng gen Reebok này có bán trực tiếp tại Shopee. Rồi, rất là đẹp nha, hàng này nuôi ngoài trời là bá cháy luôn. Rồi tí thôi. Ê bạn ơi, quay giùm mình cái clip này xíu. Trời ơi, Dumbo nha mấy bọn. Mới rửa tay sạch nè. Chống Covid, mất công cá bị dính. Quay vậy nè, rồi quay vậy ngược hình mình rồi. Đấy, gãy vào góc này nhá. Dumbo nha anh em. Hàng này hàng tuyển con mẹ nó luôn. Trời ơi. Hai ơi. Bấm thấy cái tay nhấn vô cái thằng đó. Cho lên nè. Rồi. Hàng này có là chống gen, này là cá chống tuyển làm giống hết. Và máy là máy Reebok. Mình quay chống trước, tí mình sổ máy cho anh em xem. Chất lượng cao. Chất lượng cao lâu lâu mới có. Đây mình cho anh em coi thử từng cá thể nha, gom nhiều quá như thế nó bị rối mắt. Ta coi từng con. Đấy. Trời ơi, nó bay luôn rồi. Đây anh em nhìn tay bơi thôi nha, đừng có nhìn gì nhiều hết. À, đây con này đó nè. Thấy chưa? Chống này chống gen Reebok hết nha. Tất cả đều là nguồn tuyển, cá tuyển chọn làm giống. Trời ơi, con kia ác chiến không hai con này. Quá ác. Nhìn phơi luôn anh em. Phơi thiệt luôn, không phải thầy giả. Đây, đó. Mình nhìn cơ số chống anh em xem vẻ đã nha. Rồi, vô mà phát cuối nè. Trời, mỏi tay quá. Đó. Rồi, xong chống nha, để anh ta qua máy. Đây nè anh em. Đó, máy cực gắt luôn nha. Máy rất là đẹp luôn và bụng đang rất là bầu căng trứng rồi. Anh em cần cá đẹp chơi mùa này, cần hàng đẹp chuẩn làm giống thì đây là sự lựa chọn mình thấy rất là tốt. Đó, thấy quay không? Quay sắc phiên luôn. Quay sắc phiên nha. Nói là những máy quay nhọn vuốt vào sau. Đuôi màu đỏ đậm, đuôi hấp môn. Rồi, rất đẹp luôn. Chống hồi nãy quay rồi đó, chống quá tuyệt vời rồi. Rồi thì hàng này đó giá 500k một cặp. Mình sẽ sell up cho ngày mai. Rồi, một cặp còn 300k. 500 sell còn 300k nha anh em. Tranh thủ lượm hàng. Rất là đẹp luôn. Cá này xuất sắc từng chi tiết luôn á. Rồi tiếp theo là một sự lựa chọn mà chúng ta cũng không thể bỏ qua trong đợt cá này. Nó chứ cái dòng Tiger dơ lên King Cobra. À, đợt này là cá Gen Swallow tiếp tục nha anh em. À, màu sắc thì anh em xem đó. Cái này đông quá nó hơi nhoi. Còn con máy thì anh em thôi, mình quay con máy cho anh em ở ngoài xem rồi. Quá xuất sắc luôn. Chống nữa không? Chống hoa quang trên người rất là đều. Đó. Đây một máy nè, máy đợt này rất là ok luôn anh em ha. Máy bụng to trứng căng tròn. Đó anh em thấy không? Máy bụng to trứng căng tròn và vây rất là khủng. Đặc biệt đợt này máy lên vây rất là khủng.
tức quá, tụi nó đang ở trong. Không lẽ mua quất vô đây mình quay luôn chứ, mà hơi khó vì cá mới về nó hơi nhát anh em ạ. Đây sau đó máy nè, máy quay khủng lắm và máy rất là căng trứng nha. Nào máy quay giờ này phải đốt máy quay nó dựng rồi, hơi mờ anh em thông cảm nha, mẹ không giúp mình không có bắt ra xô từng cái được, nó hơi nhát rồi, động cá nhiều quá nữa hơi nhát đó, mà máy rất là ok anh em ạ. Hàng này mình có đăng trên Shopee, giá khá là mềm, anh em phải thông cảm gì đó. Rồi thông báo độ khuyến mãi đợt này luôn, hàng này 200k một cặp, combo hai cặp sẽ là 300k, anh em có thể đặt hàng trên Shopee luôn. Đó là đó, anh em nhìn kỹ máy nha, đó chỗ máy lực lắm anh em ơi. Đó máy rất là lực nha, báo sai của Sobo. Rồi tiếp theo chúng ta lên dòng rất là đẹp nha anh em, Jumbo Santa Ribbon, hàng này có trên Shopee. Đó, đối bộ này thì tay bơi trắng nhìn rất là sang trọng, có hàng Ribbon và hàng Gen Ribbon cho anh em lựa chọn luôn. Với một cặp Ribbon là 200k một cặp, ngày mai combo hai cặp sẽ là 300k thôi ạ. À, chỉ duy nhất một ngày. Còn hàng Gen Ribbon có nghĩa là hàng con có cộng râu với bộ mới anh em, thì một cặp là 100k, combo hai cặp là 150k. Đó, chỉ khác nhau ở cái sợi Ribbon phía dưới thôi. Cả hai hàng mình đều đăng trên Shopee, anh em có thể tham khảo các đường link ở phía dưới phần mô tả video này. Vâng rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với dòng trước mặt anh em đây, dòng Blue Diamond. Blue Diamond này thì như anh em thấy đó, một màu xanh nhẹ nhàng, có ánh tím một xíu. Blue Diamond này mình có đăng trên Shopee, anh em có thể mua trên đó. Và phần này mình sẽ khuyến mãi một combo, một cặp 100k, combo hai cặp 150k, có Gen Ribbon và có hàng Ribbon. Hàng Ribbon giá nhỉnh hơn một xíu tí, đây mình sẽ quay cho anh em xem hàng Ribbon. Đây là hàng Gen. Đó, rất là đẹp, màu xanh rất là nhẹ nhàng. Rồi tiếp theo ở đây chúng ta có là dòng Blue Diamond nha anh em. Hàng này trên Shopee có luôn, anh em có thể chọn Ribbon và không Ribbon. Blue Diamond, một màu xanh khá là đẹp, khá là mơ mộng luôn. Hàng này sẽ khuyến mãi combo luôn, một combo hàng Ribbon 200k một cặp sẽ khuyến mãi còn 300k hai cặp. Mình xin nhắc lại khuyến mãi mạnh dùng này nha, combo 300k hai cặp, một cặp 200, hai cặp 300. Đối với hàng Gen Ribbon, hàng không có Ribbon anh em ha, thì mình sẽ khuyến mãi 100k một cặp, combo hai cặp 150. Ôi, trước mặt anh em là dòng White Red Swallow nha, Swallow. Hàng này mình giảm nhanh luôn nha, giảm nhanh luôn. Này 500k một cặp thì giảm còn 300k một cặp thôi. Anh em nào quất hai cặp thì còn 500, quất hai cặp luôn thì còn 500 nha. Swallow nha anh em, đuôi tia luôn nha, 500k hai cặp luôn, bán nhanh dọn hồ luôn. Vâng, còn đây chúng ta có hàng khá là hiếm, đó chính là Lutobat Swallow. Lutobat Swallow, rồi nè, rất là đẹp luôn, tia Swallow khá nhuyễn và đẹp, tình trạng cá đang rất là sung mãn ở đây.
Dạ, đây tiếp theo chúng ta có hàng này là hàng Full Red Swallow. Tiếp theo đây chúng ta đến với là hấp lạnh lưu hàng Reebok. Bộn đôi khá là kinh khủng luôn, bộn đôi cực kỳ to. Hàng này sale up nha anh em, 500k cặp sẽ sale còn 300k cặp, combo 2 cặp 500. Sale mạnh combo 2 cặp 500 luôn. Cả rất chuẩn, rất đẹp. Hấp lạnh lưu Reebok nha anh em.